bật cái này lên mới thấy, chặt bật cái lên thấy, còn không thấy rõ thì muốn nói tiếp nha. Thì nó như vậy, có nghĩa là khi mà mình là ở Việt Nam thì mình ăn toàn là món ngon không, thẳng là vậy, thực sự là ngon, ngon điều ăn là tươi nha, đồ ăn là tươi. Các cái một ngày thậm chí nhiều gia đình coi như là đi chợ ngày 2 lần, buổi sáng đi nấu xong buổi sáng ăn gì mà không ăn buổi chiều, rồi từ buổi chiều mới ăn, đi chợ một lần nữa mới ăn. Như vậy thì bên phía mình ở Việt Nam mình ở là chỗ đó thì ở chỗ đường Bùi Văn Là đó, như vậy các có cô em là phục vụ là từ A tới Z. Và phía trước đường là rất là vui, khi bước ra là dồn phía bên kia đường là có một cái lò nấu rượu, nếp đủ, loại rượu chứ, rượu nguyên chất luôn đó. Rồi kế bên đó là mì gõ, là thịt cầy, là rồi ò nghêu, rồi sò ốc, hết là dài tới rút đầu đường khoảng chừng 500 m ra tới 600 m, thì 700 m thì ra đầu đường này của cái thằng gì ta, Hậu Nam rành lắm, Hậu Nam qua đó rành lắm, rất là ngon đấy. Cái đùng một cái đi về Mỹ thì từ xưa giờ mình đi về cũng bình thường thôi, nhưng cái kỳ này nó đậm nét hơn. Đậm nét hơn ở chỗ là khi về trên bên lên máy bay thì bắt đầu nó tới giờ nó ăn, đang bay băng ngang qua đại dương thì nó rất là lâu, tới 10 mấy tiếng, 17 18 tiếng là thì nó cho ăn. Ở đêm lên ăn dở hộp cơm rồi, má tự nhiên dột, má sao giúp cho chó ăn kìa. Mình ngồi mình chửi, nhưng mà thực chất nó sạch sẽ, nó cũng gọn vậy mà tự nhiên mình nuốt không vô. Khổ vậy đó. Nó mình không có diễn tả nổi cái cảnh mà dồn lửa mình ứa gan về khái chuyện, mình tức cười, mình tức cho nên vì đó thành ra mình ra cái tức đói, lên máy bay ăn có miếng thôi, ăn để qua loa để uống nước cho đỡ cầm hơi. Về tới đáp xuống sân bay San Francisco, Minneapolis, tự nhiên bạn về tới nhà đói sao tự sao ra sao bếp ra nấu miếng cơm lên, rồi luộc cơm rồi ngồi ăn với ba cái gì, ăn với tủ, mấy đứa nhỏ đem về ăn với tủ. Thế thì mình mới thấm thấy cái điều này, bởi vì ở nước Việt mình đi về Việt Nam mình ăn đồ ăn Việt Nam mình nó tươi, là vừa tươi sống nè, nó ngon quá đi, cho nên mình ra mình đây mình cảm thấy là mình chê tất tần tật. Ở xứ này làm gì có chuyện mà tô phở của Lý Xìn không, 40.000, nó ngon tuyệt vời luôn, ngon tuyệt vời, tao ghiền luôn mà ăn ghiền. Nói chung là 9 tháng ở Việt Nam là ngày nào cũng ăn phở. Ta đó là chụp, mình thấy để kỳ chụp hình cứ đưa lên mạng hoài, không lẽ ngày nào cũng lên đồ phở. Tại ra nghĩ biết ta không có chụp, nhưng thực chất là khoái khẩu là phở. Bởi cái hương vị của cái phở Việt Nam mà nó đậm đà mà nó ngon, mình không thể nào nói. Còn thiếu chai gì những món khác, rồi dài buổi chiều thì hầu như không, mình không có nói nữa. Thế thì mình lên xe máy bay nha, mình ăn nha, rồi mình đứng trong bụng mình chửi, bụng mẹ mày cho ta ăn giống như chó ăn vậy. Nhưng mà không dám nói, ngồi rất là đông. Nói như vậy để cho hiểu rằng cái kiểu là cái chất ở Việt Nam mình còn nhiều lắm. Mình đi về Mỹ mình cũng nhớ đủ thứ là nhớ những cái con đường mình đi, rồi những con lúc những buổi chiều kẹt xe, rồi đường Quang Trung đi về, rồi đi Thủ Đức, rồi chợ Thủ Đức làm sao là đi quận Nhất, làm sao đi những con đường tự nhiên đi ghim vô hết, nhớ hết trơn rồi. Rồi mình chỉ lại mình lấy xe mô tô mình đi đó, cho nên ra mình rất là thích. Có một cái điều mà mình rất là thích, có nghĩa là mình rong ruổi trên những con đường trong thành phố, và cái nó ghi dấu ấn rất là đậm. Thành ra mình về bên này rõ ràng, mà thấy rõ ràng trời như vậy thì làm sao mà ra đường để mà ngồi đi lấy xe để mà đi vòng đi ô tô, không bao giờ làm có cái chuyện đó. Thành ra nó thiếu nhiều cái. Như vậy con người ta đó có tự do rồi, đúng không? Có nghĩa là khi anh ngại ra đường, anh sợ nắng, anh sợ lạnh, anh sợ gió, sợ mưa là anh đã mất tự do rồi. Huống chi ở đây là có công chuyện gì mà gọi là thực sự là cần kiếp thì mới ra, còn không ra đường. Cái thứ nhất là thời tiết quá lạnh, nó âm 10 độ rồi đó, âm 10 độ thì không có chuyện gì ra ngoài làm gì, bởi không? Thế chi nó có nhiều cái điều mà mình nếu mình so sánh ra, mình so sánh cả ngày không hết, nhưng mà thôi kệ, mình phải chấp nhận số phận. Với lại mình cũng đã nói trong nhủ trong lòng rồi, nghĩa là mình chỉ đi du lịch Mỹ thôi, 3-4 tháng tao sẽ về, đi khoát tay rõ ràng tới đây chỗ này là không hại với tao, đại khái vậy. Bởi vì bên đó còn rất là nhiều chiều mà mình muốn nói với các bạn là những còn rất là nhiều điều thân thương. Thứ nhất là đất nước mình, cái thứ hai nữa là về ẩm thực, thứ ba là văn hóa. Giống như hồi nãy tôi cho các bạn coi đó, ở ngoài sân có nghĩa là nó không có một bóng người, rồi không biết nói chuyện tới với ai, mà cũng không ai nói chuyện với mình, bởi vì mình là một cái giống chủng tộc mà giống một kiểu thường thường nó gọi là coi như là dân nhập cư, mà dân nhập cư thì thường thường là coi như là không ai giống ai cả, có Mỹ, có Lào, có Mông, chứ hiếm khi nào gặp người Việt Nam, mà người Việt Nam gặp nhau cũng không nói chuyện được nhiều, mà người ta không có chuyện, người ta mới đi chợ, đi xuống chợ nói ba câu xong rồi mà nay về nói nó chán lắm. Cái tình cảm gắn bó của hàng xóm nó không có, cái tình thân yêu con người giữa người Việt Nam cũng không có, và hầu như người Việt với người Việt của Việt Nam mình đó, ở bên nước Mỹ hầu như họ cũng lường gạt kinh khủng luôn. Mới phát giác ra cái vụ cũng vô tình coi trên phố Bonsai coi nào thì có một bà cũng người Việt Nam cũng bị một ông Việt Nam bên Cali lường gạt 800 mấy chục ngàn đô đã khái kỹ cái đang cãi lộn y xèo đó. Cái việc là thậm chí tiệm nail cũng vậy, tiệm nail anh mở bên này tôi mở bên kia cũng là người Việt, thế là có chuyện xảy ra. Nói chung là cạnh tranh không lành mạnh rồi. Ok, mình không bàn tới chuyện đó, bởi vì ở đây là xứ người không phải là xứ ta, xứ ta phía bên kia đó, xứ ta phía bên kia đó. Vậy ta nói vậy cho mà hiểu rồi như vậy. Thế thì nó có những cái chuyện mà mình cũng không thể nào mình quên được ở Việt Nam, từ tính cách con người, từ hàng xóm, từ những người thân quen ở hàng xóm dắt nhà, bên hai bên dắt nhà, mấy ông bạn già dắt nhà chiều chiều ê hú ra rồi xong nó kêu nhiều cái mình không thể nào ở đây, nó thiếu thốn không bao giờ có mấy cái chuyện đó đã. Thế thì thực sự về đây rất là cô đơn, rất là buồn, nhất là những người lớn tuổi. Nếu mà không có gia đình bên này, hoặc là những người mà đi nói làm sao chị, có nghĩa là nếu mà không gia đình tôi thì bên này thì rất là, nói mà khách theo con mắt người ngoài nhìn vào thì coi như là không cái gì để phải chê. Gia đình rất là hạnh phúc, ba đứa con, ba cái nhà, mỗi đứa một căn vĩ đại rồi ngồi nằm chung quanh đây, thí dụ là vậy, ở cùng một tiểu bang đó. Cho nên vì chỗ đó ra mình cũng an ủi, và có công tư rất là ngoan, có chồng có vợ hết rồi. Kỳ này về thì có một em bé mà 28 tây bắt đầu chào đời nữa, là ông lại có một cô cháu gái ngoại nữa đó, như vậy đó. Nhưng mà đối với tôi thì có một cái người danh ngôn hỏi là nếu mình từng tuổi lên ông bà rồi thì đừng nên chăm cháu, chăm cháu là hại đó. Có nghĩa là mình sẽ bị cuốn hút vào cái chuyện đó, và mình sẽ cái tuổi đời mình rút ngắn lại. Có nghĩa là nói một cách khác là nữa là mình chẳng còn bao lâu sống trên thế gian này nữa, thôi chui về cố quốc và tạo cho mình không gian riêng. Bởi vì ở đất nước của tôi đó, ở Việt Nam, tôi có nhà nè, tôi có nhà có cửa nè, có hộ khẩu nè, có chủ quyền nhà nè, có sổ đỏ nè, có xe nè, nói chung là cái gì tôi cũng có ở Việt Nam cả. Nó vậy là quá tương lưỡi không? Ở Mỹ thì cũng vậy. Đây là một căn kia với kia là cho mướn 2 căn, rồi mấy cái nhà hàng của mấy đứa con, nói chung là mình không có gì phải phiền toái cả. Nhưng mà ở đâu trong con người tôi nó vẫn có cái gì đó nó thiếu, bởi vì nó thiếu có một cái tinh thần của người Việt mà đất nước thiếu tinh thần đất nước á. Nên là nói một cách khác nữa là cái sự mà sống ở đây để mà sống thôi, kiếm tiền thôi, chứ còn tâm hồn của mình nằm ở Việt Nam hết, nó hẳn là như vậy. Ok, mình về đây mình cảm thấy là nhớ Việt Nam rất là nhiều, nhớ từ những con đường, nhớ từ những khuôn mặt thân quen, nhớ những người bạn, rồi những người, nói chung là rất là nhiều. Mình cảm thấy là mình không thể nào mình buông bỏ được, thì là mình sẽ về một ngày gần, rất là gần, đơn giản vậy thôi. Bởi vì những người mang dòng máu Việt ấy, mà đi xa quê hương mà nói không nhớ quê hương là cái đồ không ra gì, nó thẳng rồi. Cái đồ mình đây là cái lai đầu tiên về nước Mỹ, mình không muốn chửi nặng hoặc là mình không muốn nói bậy, nhưng thực chất là để mấy cái lai sao và chọc là ta chửi. Bởi vì mình lấy cái tâm trạng của mình đo lường, mình mới hiểu được cái con người Việt Nam mình như thế nào. Thằng nào mà nói mày về mày không nhớ Việt Nam, mày không yêu Việt Nam, mày không nhớ bánh tét Việt Nam, mình không nhớ tôm khô Việt Nam, mình nói chung là mấy cái thằng đó đem ra chém đồ xử trảm. Tao mất dạy lắm, tao biết mà, mày biết tao rất là mất. Tào lao, mấy thằng đó tào lao, tao không thích. Rồi ok, đang đợi anh Phượng mà anh Phượng đâu mất tiêu rồi trời. Bên này ổng ngủ khò khò, còn tôi thức suốt đêm, tới bây giờ vẫn còn thức nè. Nơi đây nó cũng có nhiều cái vấn đề, không ai muốn về đây đâu, nhưng mà về vì có công chuyện bên này về vấn đề nhà cửa rồi giấy tờ rồi nói chung rồi khai thuế rồi, ôi mình không thể nào mình bỏ được, cho nên ra chắc chắn là phải về để giải quyết công chuyện rồi xong lại về bên kia tiếp. Tiếng giảng thôi mà bên đó giờ bây giờ bên này mấy giờ, bên giờ này là 8:43 sáng đúng không? Đúng rồi, 8:43 sáng. Thế thì Việt Nam mình 9:43, bởi vì đổi giờ thì bên này nó lại thuộc lại 1 giờ, thành ra Việt Nam là coi như là 9:43 tối. Đúng rồi, ok. Cứ lạng quạng vậy không, đi chút già rồi, đi tới chút xíu rồi lại đấy rồi. Bên này là 8:43 sáng Việt Nguyễn. Rồi, ok. Cái tâm sự mà mình nói với các bạn là khi mình ở Việt Nam quá lâu thì nói chung là cũng 9 tháng là lâu lắm rồi đó nha. Kỳ sau về chắc là lẽ mình cũng ở cỡ đó, hoặc là cả năm, hoặc là 1 năm, 2 năm, không quan tâm chuyện đó. Mình đã làm đủ thủ tục giấy tờ các cái rồi, mình đã có những cái mà Việt Nam mình mình đã lo xong, và tất cả những cái thủ tục mà của một người công dân nó là như vậy, các bạn hiểu là như vậy. Thành ra mình là coi như là dân tộc mình nói rồi, ở đây là mình đi du lịch Mỹ vài tháng là mình về thôi, đơn giản vậy thôi. Và ở đây nó có những cái chuyện vui từ hồi xưa tới bây giờ, thì người ta sống qua Mỹ và những người ở Việt Nam nói gọi là coi như là hiểu biết một cách chưa chuẩn xác về nước Mỹ lắm. Thì mình đây sống ở đây cũng khá lâu, cho nên ra những cái chuyện đây, nếu mà người Việt lớn tuổi ở đây buồn lắm. Mà tụi nhỏ, tụi con trẻ hoặc là những người trẻ tuổi mà khi mà nó có những cái mà hoài bão hay những cái vấn đề gì đó thì nó đi thôi, mình không cản, mình không có cản ai cả. Nhưng mà những người trung niên thì theo xu hướng thời đại thì mình biết rằng ở Việt Nam mình rất là nhiều người trở về Việt Nam, rất là nhiều người, nhiều lắm. Nhưng mà mình tại mình không biết tên, mình không có thứ nhất là họ ít ở Sài Gòn lắm, họ ít ở thành phố Hồ Chí Minh lắm, mà họ đi ra các tỉnh phía miền Trung, chẳng hạn như ở Nha Trang nè, Đà Nẵng nè, đi nhiều lắm. Là những người lớn tuổi, những người về đấy, người ta đi về ngoài người ta mua nhà, còn không nữa ta ở trong thành phố thì người ta lại xuống về miền Tây, người ta đi mua nhà ở, rất là nhiều. Chắc nó không phải đâu. Cái thời đại bây giờ Việt Nam mình đang phát triển, cho nên việc chỗ đó anh ra cũng không phải là cái gì quan trọng lắm đâu, không phải là Mỹ nhất đâu, đơn giản. Đâu ông Lộ Phượng, ông này ông nói tôi rồi, ông lên Đông Bắc Tiêu rồi trời. Lạnh quá, đi ra ngoài đường lạnh quá, chịu không nổi. Đi lên đi anh. Rồi. Nhà đông người quá phải chạy đi đâu khác. Ra ngoài, ok. Anh Phượng tội nghiệp. Ở bên Cali mà bên này nó cũng bớt gì, nó cũng lạnh á, nhưng mà nó không bằng bên này đâu. Bên này, ở bên này cái tiểu bang này là được mệnh danh là cái tủ đông của nước Mỹ mà. Cho nên vì nó lạnh kinh khủng luôn. Ở đây là chưa có tuyết ấy, mà nó âm 10 độ rồi đấy. Bữa nào nó xuống tuyết nữa rồi nó dứt tuyết là coi như là âm bình thường, âm đôi xe khoảng 30-40 độ là chuyện bình thường bên này. Có chứ, ở cái xứ này trượt tuyết bình thường mà, nhưng mà cái điều không ai dám đi đó. Tao mà đi là tao lỡ tao có gãy cẳng là chết cha luôn à. Đúng, bây giờ đi máy bay không đi chim vậy mà. Ok, thì cái kỳ này á, mình đi mình bận là vấn đề mình lo cái vấn đề giấy tờ của mình á, và cho nên vì chỗ đó thành ra cái nó xong xuôi hết rồi. Cái về chuyến sau là bắt đầu mình thảnh thơi đó, chuyến sau á, là mình phải mình rộng rãi và mình thảnh thơi đó, là bởi vì mình không còn gì phải lo nữa. Mình đi về mình đi du lịch luôn, mình đi xách xe mô tô, mình đi phượt á, mình đi chỗ này chỗ kia có lý rồi đương nhiên. Còn kỳ rồi đi thì mình đi mình sợ là cái chỗ khi người ta cảm thấy người ta kêu yêu cầu bổ túc hồ sơ hoặc là lên cái này đại khái lên cái kia vậy đó, mình không có mặt là không được, nên ra mình không đi được.